Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Wow, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, ở ngoài trời đang có tuyết rơi nè bạn ơi. Ui, đẹp quá à. Hay, như vậy là Giáng sinh cũng đã tới rồi bạn ơi. Tính ra nha, là năm nào á làng Hero Team bọn mình á cũng gặp nhau vào mùa Giáng sinh hết trơn á. Mà sao năm nay không thấy mọi người đi ra ngoài đi chơi gì hết ta, sao mà thấy làng Hero Team buồn quá nha. Hay, nhưng mà bây giờ tuyết đang rơi khá là dày nè, không biết là mình có nên ra ngoài để mình nặng người tuyết không ta. Ồ, nhưng mà sợ trời lạnh lắm mấy bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì ta? Tính ra hôm nay Noel rồi, giờ mình sẽ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là mình quay video 24 giờ nặng người tuyết ta? Ủa, tí gì vậy? Chúc mừng Giáng sinh. Wow. Ôi, hôm nay Sammy kiếm đâu ra bộ đồ đẹp quá vậy? Xanh không? Thấy tôi xanh không? Hôm nay mới mua luôn á, bộ này đắt lắm luôn, không thấy đẹp không? Đẹp. Đi. Bây giờ Sam vô nhà đi, Sam vô nhà, đứng ngoài lạnh, vô đây. Ôi. Trời ơi, tính ra Sammy này kiếm đâu ra bộ đồ đẹp quá ta, vô đây. Mà khoan, đây để Phong khoe cho Sam coi nè, Sam nhìn nè, thấy xung quanh phòng của Phong đẹp không? Đây. Bởi vì là Giáng sinh đã tới rồi cho nên là Phong có trang trí phòng của Phong là có cây thông Noel nè, có mấy hộp quà Noel nè, rồi có thêm mấy cái đèn trang trí nữa, đẹp chưa? Trời ơi, nhìn nhà thì cũng xịn đây, nhưng mà người không xịn tí nào hết luôn á. Hả? Ý sao vậy? Nói trời, Giáng sinh mà không mặc đồ Giáng sinh là sao? Phèn dữ vậy? Nên em có vé luôn không? Làm như tôi không có đồ Giáng sinh vậy á. Bà coi tôi nè, Nè, tôi có chuẩn bị một cái rương đồ bên đây nè. Coi nè, đây nha. Đây, tôi lấy đồ Giáng sinh tôi mặc cho bà coi nè. Nghĩ sao tôi không có đồ Giáng sinh nè. Nhìn tôi nè. Ở, mặc vô nè. Đó, đẹp chưa? Trời, con người quê mùa ơi là quê mùa. Nhìn kìa. Trời em ơi, hôm nay là Giáng sinh chứ Halloween đúng không? Hóa trang thành con cọp gì vậy? Trời là hù tôi hả? Thì ghê quá. Tính ra là Halloween đã qua mà ta sao tự nhiên mình lại mặc đồ này ta? Nhầm. Để xíu, lộn. Từ tôi thay ra. Tôi còn bộ khác, đợi tí. Đây, tôi còn bộ này nữa. Đây. Nhìn nè nha. Mặc vô nè. Tôi hóa trang thành ông già Noel cho bà coi hả? Đẹp chưa? Trời ơi, tịnh dữ vợ. Trời ơi, bà già Noel và ông già Noel đi chơi Giáng sinh. Trời ơi, quá tuyệt vời. Ơi Sam, tính ra là hai đứa mình đang mặc đồ cặp luôn đó Sam. Ủa có hả? Đúng rồi. Ủa đâu khác nhau, bộ ông chói gần chết, bộ tôi chầm, nó chầm, nó đẹp gì không? Bộ ông chói, chói mắt dễ sợ luôn á. Ủa, bộ Sam không thích mặc đồ cặp chúng tôi hả? Hỏi thích chứ sao không, nhưng mà cái màu nó không nhu mì với tôi hết á, hiểu không? Cái màu tôi nhìn nó nhu nè. Rồi cái màu của tôi là cái màu đỏ mạnh mẽ của siêu nhân đỏ, bà hiểu không? Đó, ok. Thôi rồi, bây giờ á, ở trong nhà hoài chán quá, bây giờ Sammy với tôi hai đứa mình đi ra ngoài gọi là nặng người tuyết chơi đi ha. Nặng người tuyết à? Trời bây giờ trời đang nhiều tuyết thì ông nặng người tuyết là đúng tuyệt luôn, vời luôn á. Thôi đi. Đây. Ok ra trời. Yeah. Tôi cũng đang buồn ngay, đang muốn gọi là kiếm bạn đi chơi Noel nè, nhưng mà trời ơi, mấy bạn biết không? Mùa Noel là một cái mùa rất là lạnh lẽo luôn, cho nên á những cái bạn nào á mà gọi là không có bạn gái đi chơi Noel thì chắc là lạnh lắm nhỉ em. Để chuyện phát cơm chó chi vậy? Trời. Ở đâu tôi có phát cơm chó đâu, tôi chỉ đang nói mấy cái bạn FA không có bạn gái đi chơi Noel đấy mà. Trời ơi. Ôi trời. Sợ. Thôi mình đùa thôi, bạn đừng ơi, ghẹo mấy bạn nữa, đừng ghẹo mấy bạn nữa. Thôi, vô duyên vậy sợ mình, luôn mình hả? Mình ghẹo mấy bạn vậy, tí nữa mấy bạn dislike video của mình là chết luôn á trời. Thôi mình vừa mình đùa nha bạn nha. Ok đây. Hay thì mùa Giáng sinh thì mình nghĩ rằng là chắc mấy bạn xem video của Hero Team thì chắc các bạn cũng thấy rằng là làng Hero Team cũng đã trang trí những cái gì đúng không? Thì đầu tiên là làng Hero Team mình có trang trí nguyên một cây thông Noel to đùng ở đây nè. Còn ở bên đây là cái tượng của anh Mr. Dịch. Cái tượng này là để kỷ niệm anh Mr. Dịch gọi lần cuối ra video các bạn ơi. Tính ra là gần 2 tháng rồi ông Dịch ông chưa ra một video Minecraft nào cho các bạn fan xem hết. Ông toàn gọi là chơi game khác thôi. Ê Phong ơi, tôi cho ông cái này nè, vui nè, cái này vui hơn nè. Ông tháo cái mũ kia ra đi, cái mũ kia ông hợp với ông. Mũ này hợp với ông nè. Tháo rồi nè. Rồi, mũ này nè, đó, đội vô đi. Đặc biệt lắm. Ủa cái mũ này có gì đặc biệt? Thôi tôi đợi thôi. Đặc biệt. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Bây giờ ông cái này mới hợp, ông già anh em mới có râu, hiểu không? Chờ cái mũ kia có râu. Không được. Tôi đội cái này vô nó che hết khuôn mặt đẹp trai của tôi là không được rồi đó. Xấu lắm. Thôi được rồi. Bây giờ bọn mình đi vòng đây coi kiếm coi có ai mình rủ đi chơi đi sao. Đi. Trời ơi, đi rủ mọi người nè, rồi. Để tôi qua bên nhà ông Dịch, tôi rủ ông Dịch đi chơi, không biết ông Dịch có nhà không ta. Ủa mà khoan, sao nhà Dịch nhìn không có trang trí Noel gì hết trơn vậy? Ủa mà cái gì đây?
Wow, Mr. Dịch 2 triệu subscribe. Trời ơi, đẹp trai dữ ha, đẹp trai quá ha. Trời ơi. Ủa, nhưng mà sao Dịch ở nhà không vậy? Hình như là Dịch đi đâu mất tiêu rồi đó. Trời ơi, Dịch không chịu trang trí đâu em vậy. Chơi cái chữ tim gì kỳ vậy. Ê Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi. Vậy nhà Dịch có cái gì nè? Tự nhiên có cái gì đó, người tuyết siêu to khổng lồ hả? Cái gì mà người tuyết? Cái này đâu phải người tuyết đâu. Cái này là một cái cục tuyết gì đó, nó to to. Ủa mà khoan, sao tự nhiên trước nhà ông Dịch có cái cục tuyết gì bự dữ ta? Ủa. Ồ, sao bình thường nha, tôi để ý nha. Bình thường trong làng mình á, mà nó xuất hiện một cái gì đó lạ lạ là chắc chắn là sẽ có cái điều bí ẩn gì đó, hoặc là chắc chắn là sẽ có kho báu ở bên trong. Tôi nghi là cái cục tuyết này nó có cái gì ở bên trong á Sammy. Trời trời, phải không? Trời, tuyết sao mà có kho báu được? Người ta phải là gì ta, ở dưới lòng đất chứ ai mà trong cục tuyết mà có kho báu đâu. Trời, tao không biết gì hết trơn. Đây, làng Hero Team mình là bí ẩn lắm, lâu lâu xuất hiện tàn mấy gì đâu không rồi đó. Bây giờ mình sẽ thử đập nha. Ok. Rồi, ít cho tôi đập với, đây tôi đập với. Rồi, rồi. Ui. Ui sao mày? Sao? Ở bên trong tôi thấy có con gì nè. Con gì vậy? Đập ra xem thử coi. Nè. Tôi không biết nó đập ra. Ui nhưng mà hình như con này nó bị đóng băng hay sao Sam ơi, tôi thấy đứng im mà. Ủa tội nghiệp vậy. Em mất hay sao vậy? Hình như là em bé hay sao á, nhưng mà sao tôi thấy đứng im mà, hình như nó bị đóng băng rồi. Sam ơi cứu nó đi. Trời tội nghiệp quá à. Sao? Trời ủa em bé da xanh dữ vậy? Ai mà biết trời. Nhưng mà nhìn nó không giống con người Sam ơi, tôi nhìn nó cứ là lạ thế nào á. Ê ba Sam, chúng ta có nên cứu nó không? Chứ tôi thấy nó, tôi sợ nó là quái vật á Sam ơi. Quái vật à, quái vật nhưng mà đây là em bé mà, bây giờ ông đỡ đẻ nó đi nó chết lạnh sao? Trời cho mình là người tốt mà sao? Cũng đúng ha. Tốt đúng không? Để tôi đập ra cho. Trời cái gì chứ. Ui, cứu nó dễ mà, đập cái cục này ra là được thôi chứ gì đâu. Nước nè. Trời ơi nước chảy ơi tùm lum mà trời. Ủa Sam ơi. Ê trời ơi trôi ra. Nó đang cử động kìa Sam. Trời. Ui nó trôi ra kìa. Ui. Nè từ núp. Trời ơi, mình chưa biết rằng con này là sinh vật nguy hiểm hay là sinh vật gọi là sao ta, hiền lành, cho nên mình đừng nên lại gần nó. Từ để mình xem coi. Ơi nhưng mà buồn vậy? Nhưng mà sao tôi nhìn cái mặt nó nhìn dễ thương. Trời mặt lóng lánh nha kìa. Ôi trời ơi. Lại gần mình kìa, kìa. Ôi. Dễ thương nhở? Ôi. Ôi đẹp ơi. Dễ thương quá. Trời chị ôm em nha. Trời ơi lạnh đúng không? Đây tôi ôm nó cho lạnh nè, lạnh chắc luôn nè. Ôm nè. Trời ơi dễ thương. Ôi. Ôi Sam. Trời nó lạnh ông ơi. Sam ơi, Sam ơi, tôi cũng cảm thấy lạnh quá. Tôi lạnh quá Sam ơi. Lạnh quá. Thôi dẹp đi. Ai dẹp ôm ông. Trời. Đây lạnh nít. Trời ơi lạnh quá. Trời ơi chuông ha. Trời ơi Sammy hắt hủi mình các bạn ơi. Trời ơi trời. Thôi được coi. Ủa mà khoan từ Sam ơi, sao tôi nhìn cái con này nhìn quen quen nha. Hình như là tôi nhớ tôi có thấy nó ở trên YouTube nhiều người chơi game này lắm hay sao á. Hình như nhìn nó quen quen em á. Nhìn cái màu xanh này tôi chỉ nhớ đến ông thôi Phong. Trời ơi chang ông luôn á. Tào lao, tôi làm gì mà xấu trai giống con này. Con này nhìn nó xấu trai mồ à. Ở nhưng mà khoan, hình như nhớ ra rồi. Hình như con này chính là con Huggy thì phải. Con này là cái con mà gọi là đang nổi tiếng ở trên YouTube lắm luôn á Sam. Tôi biết rồi, con Huggy. Ủa mà tôi nhớ kỳ vậy ta. Nó ghê nó cao tầm 2 mét. Con này cao 1,5 mét thì sao tính Husky. Con này chưa được 1 mét nữa nè. Hình như tôi nghĩ rằng là con này là thuộc dạng là em bé Sam, cho nên là nhìn nó mới lùng lùng như vậy á. Đúng rồi. Hèn chi thi mắt long lanh dễ thương quá trời nè. Có chỉ đáng sợ trên hình ảnh đâu ta. Nè. Nhưng mà sao tôi nhìn hai con mắt đó, tôi nhìn nó cứ dễ thương thế nào Sam trời. Long lanh dễ sợ. Nhưng mà không được. Bị lạc mẹ không Phong. Trời tội quá à. Không được được. Bây giờ tôi nói Sam nghe nè. Tính ra tôi mới vừa nghĩ trong đầu là không biết có nên nhận nuôi nó hay không. Nhưng mà ở nhà mình hiện tại là đang nuôi bé Cam với bé Bông rồi. Bây giờ mà nhận nuôi thêm con này nữa tôi nghĩ không được đâu Sam ơi. Thôi kệ đi về sao. Cái gì kệ vậy? Trời xong ác dữ hả? Trời ơi, nó còn đấy nó đi. Ôi nó đi theo mình kìa. Ôi đi theo mình kìa từ mình. Ôi nó khóc kìa. Em bây giờ khóc mẹ. Ôi nó đi theo mình không? Đi thử coi đi theo mình không? Ok mình thử đi coi nó đi theo mình không. Đâu, đi thử. Ê, đi theo mình kìa. Đi theo mình kìa. Nó tưởng mình là ba mẹ nó sao Phong? Nó tưởng mình ba mẹ. Trời ơi Sam ơi, tôi thấy nó tội nghiệp quá. Mặc dù tôi biết rằng là nhà mình đã nuôi bé Bông với bé Cam rồi, không thể nuôi thêm một con gì nữa, nhưng mà tôi nhìn nó cứ tội tội thế nào á Sam ơi. Mà thấy tội không? Sao? Trời tôi thấy tội, nhìn màu xanh là nhìn nó nhũng không là thấy tội liền à. Trời dễ thương dễ sợ đáng yêu. Thôi được rồi Husky, bây giờ anh nói mày nghe nè. Bây giờ anh sẽ quyết định là sẽ nhận nuôi mày, nhưng mà anh chỉ nuôi mày một thời gian ngắn thôi, tại vì nhà anh còn nuôi hai bé mèo là bé Bông với bé Cam nữa, cho nên sẽ không nhận nuôi mày lâu được đâu. Nói chung là thôi được rồi, tạm thời thì anh sẽ nhận nuôi mày, được chưa? Rồi, okay. Trời ơi. Vui, nó nhảy kìa. Ôi, dễ thương quá trời, con này tài năng nha. Thôi okay. Trời, bây giờ nuôi nhà ông đi nha. Nhà tôi chật rồi đó, không có đủ chỗ rồi đó. Sao phải nuôi chứ nhà sao? Tôi? Tu
tôi là còn trăm bông trăm canh ông trăm gì ta, bé này bé hất ghi là được rồi. Trời ơi trời, một mình thôi, là được rồi. Tôi nói Sam nghe nè, bây giờ để nó bên nhà Sam đi, chứ nhà tôi bừa bộn lắm, tôi mà nuôi thêm nó nữa là nhà tôi thành cái chuồng heo luôn á. Không sao là nhà ông màu xanh nè, nổ màu xanh nè, nhìn nó hợp màu, hợp với là hợp quỷ đạo liền. Trời nó thích quá trời luôn. Bây giờ cho chọn ăn giời, giờ chị hất ghi chọn nhà nào đó, có cái nhà màu xanh đó, nhà màu xám, chọn nhà nào để cho nó chọn luôn á. Tôi không chọn. Ai không chọn nhà màu xám kìa. Ê, trời, thấy chưa, thấy chưa? Trời ơi, trời, nó đang suy nghĩ nè. Trời ơi, thấy chưa, ông thấy chưa? Ông thấy chưa, nó thích màu xanh, thấy chưa? Rồi xong. Ôi, luôn, nó, xám đâu. Nó vô nhà mình luôn rồi các bạn ơi. Thấy cái quỷ vì đây. Ok, thôi được rồi, ok, được rồi, thích ghi. Như vậy thì nếu như mà mày thích ở chung với anh thì ok, anh sẽ quyết định nhận nuôi mày. Rồi, nhưng mà Sam mi nhớ góp gạo nuôi nó nha, chứ tôi không có tiền đâu. Ủa, mà nó ăn gì vậy? Sao tôi biết ăn gạo được, không biết ăn cơm hả? Xinh vậy? Tôi không biết nó ăn gì, nhưng mà chắc chắn là nuôi nó thì tôi chỉ có thể cho nó ăn cơm thôi. À, cho nó thử ăn thức ăn của cam với bông được á. Ok, thôi vô nhà. Trời ơi, vô nhà đi, thích ghi ơi. Đó, trời ơi, có thành viên mới rồi. Thích ghi. Vậy là từ nay gia đình Phong Cận và Sammy đã có thêm một thành viên mới, đó chính là em bé Hất Ghi nha các bạn nha. Siêu đáng yêu luôn. Thôi rồi, bây giờ rồi, vô đây. Vô nhà nè, chăm cho nó ngủ đi kìa, nó buồn ngủ. Ủa, giường chỗ nào? Nè, giường nè. Ok. Thôi được rồi, bây giờ là cho nó ngủ chung với tôi đi, tại vì giờ cái giường này cũng giường dành cho hai người ngủ mà. Thôi rồi. Ok bạn ơi, vậy là từ bây giờ Phong Cận sẽ quyết định là nhận nuôi em bé Hất Ghi này ở trong nhà nha bạn nha. Và mấy bạn nào gọi là muốn xem em bé Hất Ghi lớn lên như thế nào thì nhớ xem tiếp video nha. Ok. Thôi rồi, bây giờ Sammy đi bài đi. Đi bài đi. Trời, cái gì đuổi tôi vậy? Trời trời. Cẩn thận nha. Ủa, ý tôi đang đi tuyết hả? Ý tôi là Sammy đi về kiếm coi đập heo đất kiếm tiền, đem tiền qua đây để tôi gọi là nuôi nó, nhanh lên. Trời ơi trời, ông có tiền hả? Xong nhờ tôi. Thôi nghèo quá, tôi làm gì có tiền. Nghèo quá ha. Thôi tôi về nhà tôi lại nấu ít đồ ăn cho Hất Ghi nha. Trời ơi, nhìn okay. Mắt dễ thương ghê luôn á. Ủa, nận ghê luôn á, trời cái mắt. Rồi về đi, về đi. Rồi bye bye. Hay. Thôi được rồi, bây giờ Hất Ghi em ở nhà nha. Bây giờ anh đi mai một ít kim cương kiếm tiền để còn mua đồ ăn cho em nữa nha. Ở nhà nha. Rồi ok, nhớ ngoan á. Trời, nhưng mà mình nhìn cái mặt nó dễ thương, mình cũng không nỡ bỏ nó các bạn ơi. Thôi rồi, ở nhà không được quậy phá gì nha con. Thiệt luôn á trời. Ok, thôi, ở trong nhà không được ra ngoài. Ok, thôi chắc là mình phải đi gọi là đi mai đi kiếm tí kim cương để có tiền mua đồ ăn cho nó nữa bạn ơi. Không thôi là nó nhịn đói tội nghiệp nó lắm. Hey, vậy là có thêm con thú cưng mới rồi. Hey, trời ơi mấy bạn ơi. Hey, đã một tháng trời mình nuôi con Hất Ghi rồi các bạn à. Và các bạn biết sau một tháng thì con Hất Ghi nó đã như thế nào không? Đây để mình cho các bạn xem nha. Mình mới vừa ra ngoài chợ mua một tí đồ ăn về cho nó ăn nữa bạn ơi. Bạn chuẩn bị coi này nha. Đây mở cửa nè. Đó bạn thấy không? Vừa mở cửa ra thôi là nghe tiếng nó khóc rồi nè. Đây đây đây, đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Đây 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 nè. Nhanh lên Phong ơi. Trời ơi thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi, đừng có quậy nữa. Thôi để chị đút cho nè. Ăn nè, ăn nè, thương nè. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi. Rồi xong luôn. Ăn một phát một. Ăn một phát một trời là hết ơi. Luôn trời, không còn tí nào luôn. Dễ thương quá. Thôi để chị lau miệng cho nè. Lau đó. Ui dễ thương quá à. Đó mấy bạn ơi, mấy bạn hãy nhìn đi, bây giờ con Hất Ghi nó còn to hơn cả mình rồi. Sống nó ăn, sống nằm xuống nó ngủ bạn ơi. Trời ơi là trời, con Hất Ghi bây giờ nó còn to bằng mình luôn ấy bạn, nó bự bằng mình luôn rồi đó, nhưng mà cái khuôn mặt của nó vẫn là khuôn mặt em bé. Trời sao tôi mệt quá. Thôi gì muốn ôm hả? Ôm hả? Ờ coi ôm rồi, ôm rồi, ôm rồi, ok được chưa? Trời ơi nó nhõng nhẽo bạn ơi. Hey, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào mà nuôi nó được thêm nữa đâu. Tại vì bây giờ bà nhìn nó đi, nó mập quá, nó to, nó lớn quá. Bây giờ mình nuôi nó thêm thời gian nữa, lỡ ai phát hiện rồi sao, đúng không? Trời ơi, có gì đâu, mới tháng mà. Đây bây giờ là tuổi ăn, tuổi lớn của con nít, hiểu không? Tôi thấy bình thường, có gì đâu mà to. Bằng tôi chứ mấy, đúng không? Tôi nói bà nghe nè, cái nó dù gì á thì nó cũng là một con quái vật ở trong game kinh dị, cho nên á nếu mình nuôi nó, tôi nghĩ rằng là một ngày nào đó mọi người trong làng mà phát hiện ra là sẽ gọi là la hai đứa mình á, không được đâu. Không sao, tôi sẽ xây dựng bí mật để nuôi Hất Ghi cho mà lo, đừng có lo nha. Trời ơi trời, không sao, không sao hết á. Chị thôi được rồi, quá, chị thương rồi. Sammy á thì Sammy không có nỡ gọi là bỏ con Hất Ghi này các bạn ơi, nhưng mà gì? Mình thấy con Hất Ghi này càng lúc nó càng lớn lên, không biết có khi nào mai này nó siêu to khổng lồ luôn không ta. Thôi được rồi, bây giờ Sammy về nhà kiếm coi còn gì đồ ăn nữa, kiểu đập heo đất ra để còn nuôi nó nữa nè, chứ tôi hết tiền rồi đó. Không sao, tôi còn nhiều đồ ăn lắm rồi, hết kia đợi chị cho gì coi, chị lấy thêm thịt gà nè, BBQ cho em ăn nha, được không, chịu không? Trời ơi, cưng quá à, thương quá à, thôi đi nha. Ê, cái gì vậy? Mày, Hất Ghi, mày cho mày là em bé, tao gọi là tha mày nha con.
Hay trời ơi bạn ơi, không biết rằng tương lai nuôi con Husky này sẽ như thế nào nữa đây trời. Hay trời ơi mấy bạn ơi, đã 2 tháng trôi qua từ cái ngày mình nuôi con Husky đến giờ. À không, tính ra bây giờ là 3 tháng luôn rồi các bạn. 3 tháng trời mình nuôi nó rồi. Và các bạn biết bây giờ ra như thế nào chưa? Đây, mình sẽ cho các bạn xem đây. Tèn 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 tèn. Trời ơi, mấy bạn nhìn đi, nó mập như một con heo, nó bự xíu to khổng lồ luôn rồi. Bây giờ là nó bự hơn mình luôn các bạn. Bạn coi nè nè. Husky, con đứng im coi, con đứng im coi. Đó bạn thấy không? Bây giờ nó cao hơn mình, nó bự hơn mình luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, kiểu này. Trời, ông xin gà qua tôi cho Husky tôi ăn qua chứ không ăn kẻ đúng không? Trời trời, lớn chơi kỳ vậy. Ai, ai tôi mà thèm đồ ăn của nó hả? Nè trả nè, trả nè, ai thèm. Đó trả nè. Ôi, Husky ơi, trời ơi, thương quá, dễ thương quá Husky ơi. Ai, trời ơi bạn ơi, kiểu này là không được rồi bạn thấy không? Bây giờ nó to đến nỗi mà bọn mình không thể nào nuôi nó trong nhà được. Bọn mình phải đem ra ngoài chuồng heo để nuôi nó ngoài chuồng heo luôn nè các bạn, bạn thấy không? Trời ơi, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ mình thả nó về rừng đi Sam ơi, nuôi nó không được nó đâu, tốn tiền quá à. Trời ơi, có gì đâu mà bình thường. Trời ơi, ông nhìn nó hất kia, tôi vẫn còn em bé cute này mà ông nói gì vậy? Vẫn trời, còn nó khóc kìa. Mà tôi thấy nó khóc mà nhìn nó giống như nó đang chảy nước miếng. Ủa đâu khóc mà, trời ơi cưng dễ sợ luôn. Ông sao ông thích con nít, ông nói vậy đúng không? Tôi là tôi yêu con nít nên tôi phải là vậy. Thế kia nó đẳng bé bảo với mắt tôi hết rồi đó. Kia ơi, ăn thêm nhiều nha. Ôi, mấy bạn ơi quá. Mình cảm thấy cái việc này có vẻ là nó hơi bất ổn mấy bạn ạ. Càng lúc con Husky nó càng to lớn hơn. Mình sợ rằng tương lai sẽ có chuyện xảy ra. Không biết giờ phải làm cách nào để xử lý con Husky này ai ta. Trời ơi. À, trời ơi, tất quá. Trời ơi, thương. Ôi. Ôi, trời ơi, bây giờ phải tính xử lý con Husky này như thế nào đây trời. Phong ơi, Phong ơi. Hello. Ôi, trời, chết rồi mọi người ơi. Hình như là mình mới vừa nghe tiếng của Kairon thì phải. Trời ơi, chết rồi. Bây giờ mà Kairon mà phát hiện ra là mình với Sammy đang nuôi con Husky này thì bảo đảm là Kairon là chùm nhiều chuyện của Hero Team luôn bạn ơi. Kairon sẽ nói cho Mr. Dịch biết. Mà Mr. Dịch mà biết được là bọn mình nuôi Husky thì Mr. Dịch sẽ đuổi bọn mình ra khỏi làng Hero Team bởi vì dám nuôi quái vật đó. Trời không được, được. Sammy ơi, trời đất ơi. Bạn đâu rồi? Mình tới nhà kiếm bạn nè, bạn đâu rồi? Chết rồi, Kairon qua bên nhà tôi luôn rồi Sammy. Bây giờ phải làm sao đây Sam? Làm cách nào giấu được con Husky bây giờ? Giấu hả? Đúng rồi. Để tôi xem coi. Tôi có cách. Có cách hả? Rồi ok rồi, bây giờ bà lo xử lý nó nha. Để tôi qua tôi đón cái Kairon. Trời ơi chết rồi. Kairon nó phát hiện ra là chết tôi luôn á trời. Phong đâu rồi? Phong ơi, Phong đâu rồi? Ê, qua liền. Rồi tôi về đây Kai ơi, đợi xíu Kai rồi, Kai đây. Ở bên là chấp, ta cũng khiêu vũ đi cho bà bồ. Đây có túi chéo tôi canh giang hồ. Ê, ông làm gì? Ông vô nhà tôi, ông đứng ông nhảy ông hát như bị khùng vậy ba. Ngon qua đây kiếm tôi chuyện gì vậy? Trời đất ơi, bạn đi đâu nãy giờ mới về vậy? Mình hả? Mình ở bên nhà Sammy trang trí nhà Noel đó mà. Ủa bên nhà Sammy hả? Ủa cái Sammy bên đây hả? Vui ở đâu để mình qua chơi luôn coi. Wow. Ôi cây, trời ơi chết rồi, cây đó mà qua đó cây đó sẽ phát hiện con Husky mất. Trời ơi không được. Cây ơi. Sammy, alo Seo. Alo cây, alo Seo. Ôi trời. Trời cái gì vậy? Ủa mọi người đang làm gì ở đây vậy? Tôi đang trang trí đây. Chứ sao ông cài hôm nay mới mua được con mô hình siêu to khổng lồ nè, ông già Noel nè, đẹp không? Trời gì vậy? Ủa cái gì? Cái gì con này là mô hình ông già Noel hả? Đúng rồi, cái mũ nè, cái áo nè, cái giày nè không khác gì luôn, mới mua hôm qua, hôm nay mới chừng. Trời ơi bạn ơi, cũng gọi là giống giống á. Nhìn thấy ghê. Không, thấy tôi đảnh không? Tóc lầy cho hết người vậy đó. Ghê trời ơi. Đẹp, tính ra là con lộn, tính ra là ông già Noel mô hình này là cũng đẹp đó. Bình thường là mỗi năm á là chúng ta phải gọi là cái gì ta, đem cái ông già Noel có gâu về nè, thấy không? Nó cũ quá rồi. Công nhận là nhà sao Phong với Sam sáng tạo thiệt. Xuất sắc 10 điểm. Mà khoan từ, bây giờ cây qua nhà bọn mình có việc gì không vậy? Trời đất ơi, hôm qua là mình ngủ mọi người là ngày hôm nay, tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lên sân thượng để chúng ta gọi là quẩy bạc ti cho nó đó, mọi người không nhớ hả? Nhớ rồi, ok. Có gì tối nay tôi với Sam thay đồ đẹp tới ăn bạc ti ha. Ok thôi, về đi, nhanh lên. Mời tiệc nha. Ê, nãy tôi mới thấy cái con Giáng sinh này nó chớp mắt hả? Không. Có đâu, nó làm gì chớp mắt trời. Cay, sai rồi, cay cho nhầm rồi. Chắc là do mình nhè mắt, hoa mắt rồi. Vậy thôi, hẹn mọi người tới đây nha, bye bye. Ok, bye bye. Về đi. Về nhanh giùm tôi. Ai trời ơi. May quá các bạn ơi, trời. Cũng may là Sammy nhanh trí rồi là trang trí con Husky thành gọi là cái tượng trời. Mặc cho nó cái bộ đồ dễ ghê quá sao. Ủa gì cày vậy, ông nhà Noel mà.
đẹp thôi, mà không già Noel chỗ nào nhìn thấy ghê mà. Thôi được rồi, thì đó các bạn thấy chưa, nuôi con husky ở trong làng là gọi là không ổn tí nào hết. Sam ơi, làm ơn nghe lời tôi thả về, nó về rừng đi mà. Không chèo đâu, tôi thích husky của tôi cơ. Trời ơi khổ bà quá. Thôi bà muốn nuôi nó thì bà cứ nuôi đi, tôi không quan tâm nữa. Trời ơi trời. Ê trời ơi bạn ơi, đã mấy tháng trôi qua rồi, không biết là Sammy nuôi con husky như thế nào rồi, mà tự nhiên hôm nay bà Sam bà gọi điện thoại cho mình, xong bà la làng lên, bà kêu Phong ơi qua nhà tôi nhanh đi nhanh đi, không biết có chuyện gì xảy ra nữa, để mình qua bên nhà Sam coi có chuyện gì ta. Trời ơi khổ thiệt chứ. Sammy ơi, Sammy ơi. Ông ơi, đâu ta? Đây nè. Ủa? Đây nè. Ủa? Tôi nè. Ủa, ủa bà làm gì bên đó vậy? Trời ơi, tới đây tôi nói nè. Hả, có chuyện gì? Trời, chuyện lớn ơi Phong ơi, rồi giờ sao đây, giờ sao? Sao là sao, bà nói chuyện lớn, tôi biết chuyện gì mà tôi tính, trời có chuyện gì? À, quên tôi chưa nói đây, đi tôi lẹ cho lên Phong ơi, có chuyện hả? Lớn rồi. Có chuyện gì? Ôi, ôi trời ơi. Mẹ kia của tôi. Cái gì vậy? Phong ơi, giờ sao? Trời ơi là trời, cái gì mà con husky nó siêu to khổng lồ như vậy trời. Nó to gần đến bầu trời luôn rồi. Sam ơi, bà nuôi nó kiểu gì mà nó to vậy? Thì ai biết đâu, tôi vẫn chăm thường ngày, tự nhiên hôm nay nó đột biến ren, nó to dễ sợ luôn hà, không biết trời sao luôn nè. Bây giờ á tôi còn bé hơn cả cái ngón chân của nó luôn á Sam ơi. Chết rồi, trời ơi, mày thấy không? Mình đã suy nghĩ kỹ rồi mà, con husky này á nó một ngày á nó sẽ siêu to khổng lồ luôn. Vậy là bây giờ không được rồi Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, chúng ta không thể nào mà nuôi nó được nữa đâu. Nếu chúng ta nuôi nó tiếp á thì chắc chắn là sẽ bị phát hiện. Bây giờ á chỉ còn một cách duy nhất là thả nó về khu rừng thôi, không còn nuôi gì hết đâu. Thả về rừng à? Trời ơi, vậy tôi bị sao husky thật rồi sao? Tôi nói bà nghe nè. Ừ thì tôi biết rằng là nó là thú cưng của tôi với bà, hiểu không? Nhưng mà chúng ta không thể nào cố chấp giữ nó ở lại được. Giữ nó ở lại trong ngôi làng này, thứ nhất á là mình nuôi nó, mình nhốt nó suốt ngày, mình nhốt nó trong nhà, ở trong chuồng heo, tội nghiệp nó lắm, nó không được tự do. Tiếp theo nữa là bây giờ nó siêu to khổng lồ thế này rồi, nếu chúng ta để nó trong làng chắc chắn là sẽ bị phát hiện. Cho nên là Sammy à, thôi chấp nhận đi, thả nó về rừng đi Sam. Tôi biết rồi, mà trước khi chia tay cho tôi nói những lời từ biệt với em husky bé bỏng đáng yêu cu te của tôi được không? Rồi ok, bé bỏng ghê ha, trời ơi, bé bỏng ghê. Trời ơi, trời husky ơi là husky, nhớ đi về rừng nha, ăn uống đầy đủ nha, ở đó không có chị chăm sóc đâu, nhớ gửi thư tay cho chị cho husky, trời ơi, chị sẽ nhớ em nhiều lắm, husky bé bỏng nhỏ bé của chị. Thôi được rồi, mệt bà nội ơi, thôi được rồi, nhiêu đó thôi, có gì đâu mà khóc thấy ghê vậy, một ngày rồi đó nó cũng sẽ quay trở lại nó thăm hai đứa mình thôi, không có gì đâu phải khóc nha. Ok. Ủa thật hả? Nhớ Mẹt. Nha, nhớ về thăm chị và anh nha, hai anh chị nhớ em lắm đó. Trời ơi. Bỏng quá trời. Bé bỏng ghê luôn á trời. Thôi được rồi, hết đi. Bây giờ anh nói mày nghe nè, dù gì á thì mày cũng là thú cưng của anh chị. Trời ơi Sam ơi, nó khóc luôn kìa Sam ơi. Nhìn nó khóc luôn kìa. Husky khóc rồi kìa, Husky nhớ hai tụi mình đó Phong. Trời ơi đừng khóc Husky, để chị lau nước mắt em. Trời ơi, bà nhắm bà lâu tới không? Nó cao vậy sao bà lâu được? Trời ơi, nhưng mà trời. Sao tôi thấy nó khóc mà cái miệng nó vẫn cười vậy? Trời ơi, cái khuôn miệng của Husky là cười mà Phong, sao buồn được, cái miệng nó luôn nở nụ cười thân thiện, hiểu không? Cái logo là vậy rồi. Bà coi nè, có con gấu tuyết đang đứng, nó nhìn có thấy con Husky mà nó sợ luôn nè, gấu tuyết. Mày thấy sợ không gấu tuyết? Trời ơi. Thôi được rồi. Bây giờ anh nói mày nghe nè Husky, dù gì á thì mày cũng là thú cưng của anh chị, thì anh chị rất là thương mày luôn, chứ không phải là anh chị muốn bỏ rơi mày đâu. Nhưng mà mày đã quá to lớn như thế này rồi, anh chị không thể nào mà nuôi mày tiếp được nữa. Cho nên á là mày hãy về lại khu rừng đi, ở nơi đó mày sẽ có bạn bè, mày sẽ sống tự do hơn, sẽ không bị gọi là nhốt ở trong chuồng nữa, hiểu không? Lâu rồi là nhớ anh chị thì về đây thăm anh chị thôi nha. Ngoan nha. Đem đồ ăn theo đi em ơi. Trời ơi, lỡ trong rừng không có đồ ăn, bới đồ ăn thêm nha. Trời ơi, mệt bà ghê kìa. Thôi được rồi, tạm biệt Husky, em hãy về khu rừng của em đi. Đây, để anh đập cái chuồng ra để cho em dễ đi nè. Ok, Sam phụ tôi, đập cái hàng rào cho nó đi. Trời ơi, tôi thấy thương nó quá. Mặc dù là tôi cũng thấy rất là tội nghiệp cho nó, nhưng mà thôi, dù gì thì nó cũng to quá rồi, không thể nào mà nuôi được nữa đâu. Thôi rồi Husky ơi, em hãy về lại khu rừng của em đi. Đi. Tạm biệt em nhớ Husky. Trời ơi, coi cái chân dặm chúng anh chị giờ. Trời. Tạm biệt em. Dạ, coi đi kìa. Trời ơi, chị thấy thương chưa hả? Nó quay lại nhìn mình kìa Sam. Trời, thấy thương quá. Trời ơi. Thôi rồi Sam ơi. Chị nhớ em.
Sam ơi thôi đừng buồn nữa mà. Rồi Sam nó đi mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Thôi Sam ơi đừng buồn nữa mà. Dù gì thì nó cũng đã lớn rồi. Mình nuôi nó một khoảng thời gian dài như thế rồi thì chắc chắn là nó cũng sẽ rất là nhớ bọn mình. Nhưng mà bắt buộc là mình phải thả nó thôi nha, đừng có buồn nữa nha. Mình còn bé Bông với bé Cam mà, hiểu không? Ừ, tôi biết rồi. Nó ghê cẩn trọng nha em. Nhờ anh chị cứ về nhà ăn thoải mái nha. Chị luôn sẵn sàng mở rộng bàn tay chào đón em nha. Ai, trời ơi bạn ơi, mình không biết có khi nào mấy mốt nó to đến nỗi mà nó nuốt được nguyên cái ngôi nhà vô trong bụng nó không ta. Mình thấy hơi lo bạn ơi. Thôi mà chắc không sao. Thôi được rồi, nói chung là gọi là mình đã có một khoảng thời gian rất là dài nuôi con Husky ở trong Minecraft rồi bạn ơi. Và bạn thấy con Husky như thế nào? Bạn thấy nó có dễ thương hay không, có đáng yêu hay không thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ riêng mình là mình thấy lúc nhỏ dễ thương, còn lúc nó biến to lên thì mình thấy hơi kinh dị xíu, mình thấy hơi sợ bạn ạ. Mình sợ nó ăn thịt mình đó bạn. Ôi trời. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này, đừng quên là hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Còn bây giờ thì mình phải về đây. Trời ơi, đói bụng quá. Ê Sam, bọn mình về nhà thay đồ đẹp đi để còn đi party nữa. Đi. Đúng rồi. Đi.